Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu hoa lan trên cả nước. Hôm nay ở clip bán hàng này, Hoa Lan Quang Minh xin giới thiệu đến các cô chú anh chị mình một số cái mặt hoa dendrochop rất là đẹp để các cô chú anh chị mình sưu tầm. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0797278898. Số này em có sử dụng Zalo, cô chú anh chị nào mình có xài Zalo thì mình kết bạn giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trồng lan, giao lưu mua bán. Mặt hoa em đang cho cô chú anh chị mình xem qua, đây là mặt hoa của cây vàng đỏ Hóc Môn. Vàng đỏ Hóc Môn các cô chú anh chị. Thì ở clip này em có một cái hình cây để giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là cây vàng đỏ Hóc Môn mã số 1700K. Một mẹ một con. Cái mầm đang lên này nó là cái mắt gối các cô chú anh chị, chứ nó chưa phải là mắt gốc nữa. Mắt gốc thì chưa lên. Cây này riêng nha. Đó, mắt mũi là còn riêng hết. Đó. Cái này là có thể lách ra được rồi nè. Lách cái mầm gối này ra để cho cái mầm gốc nó lên. Đó. Cái này là thuần chậu ngon lành cành đào rồi nha các cô chú anh chị, thuần chậu nha. Đây cô chú anh chị mình thấy cái cọng mẹ là được 7 xăng ha. Mẹ là 7 xăng. Mẹ 7 xăng. Còn bao nhiêu đây? Mẹ 7 xăng, con thì chắc chưa được 5 xăng đâu. Nó 4 xăng mấy chưa được 5 xăng. Cứng 4 xăng xíu. Thần chậu ngon lành ha. Vàng đỏ Hóc Môn. Mặt hoa rất đẹp ha. Vàng đỏ Hóc Môn. Rồi. Hôm qua cái mặt hoa Hóc Môn thì bây giờ mình tới cái mặt hoa của cây vàng đỏ để cho cô chú anh chị mình xem cái mặt hoa của cây vàng đỏ Đại Phát nha. Chúng đâu mất rồi không biết. Vàng đỏ Đại Phát các cô chú anh chị, mặt hoa là mặt hoa rất đẹp nha. Đâu rồi không biết nữa. Đây, nó đây rồi. Đây là cái mặt hoa của cây vàng đỏ Đại Phát các cô chú anh chị. Đây là khuôn hoa cũng rất đẹp các cô chú anh chị. Khuôn hoa đẹp, cây nó cũng đẹp luôn. Đây. Cái mầm tơ của nó là rất là ngon lành cành đào nha. Cái mầm tơ này nó cũng đang lên là cái mắt gối nó lên á. Chứ còn mà cái mầm gốc của nó là chưa lên đâu. Mầm gốc chưa lên nữa nè. Mầm gốc chưa lên luôn. Cái mầm nảy lực nè, cô chú anh chị thấy rõ ràng là nó đang lên cái chỗ cái gối nè. Còn hai cái mầm gốc là nó nằm ở đây, dưới đây. Mầm gốc nó nằm ở sâu dưới đây nè. Nhưng mà nó chưa có lên luôn á. Cây này là khai thác là tuyệt vời luôn. Rồi. Cái mầm cái cọng lớn này cô chú anh chị mình thấy là nó là 20-21 xăng rồi nè. 20-21 xăng, nói chung cái thân này nó to. Rồi. Còn cái mầm tơ này được nhiêu rồi? Cái mầm tơ này nay là được 9 xăng rồi các cô chú anh chị. Mầm tơ 9 xăng rồi, cây rất khỏe các cô chú anh chị, khỏe lắm. 1100K. Cậu này là lực trà bá luôn. Cái này bị gãy ngọn nha. Lá dày, bản lá rất là dày các cô chú anh chị. Cây khỏe. Rồi, tiếp theo giới thiệu cô chú anh chị mình một cái mặt hoa. Một cái mặt hoa nữa của dòng cam. Của dòng cam nha. Thì ở đây là cái mặt hoa gọi là cam sọc. Cây này là mặt hoa của dòng cam sọc nha. Cam sọc này nó cũng giống như là cam thuận, nhưng mà cái đường nét của nó nè. Hai cái bông này em cho cô chú anh chị xem nè. Đây là cây cam lửa thuận nè. Còn đây là cam sọc. Cái sọc này nó đậm đà hơn, nó đậm hơn. Nên là tên của em nó là cam sọc. Cam sọc này mã số 3 là 500K. Đây, một mẹ một con, thuần chậu rồi nha. Cái này là ngon lành. Cô chú anh chị mình thấy là nó hơn 6 xăng rồi nè. Nó chưa được 7 xăng đâu. Nó mới chỉ là hơn 6 xăng thôi. Nói 6 xăng thì hơi bị hẹp, nên là nó hơn 6 xăng. Cây này làm giống là ngon lành cành đào luôn các cô chú anh chị. Đây, ngon lành ha. Cô chú anh chị mình thấy cái mầm gốc nó đang lên nè, rất khỏe nè. Đó, mầm gốc khỏe. Đó, cam sọc.
Rồi bây giờ để qua cái mặt hoa tiếp theo. Mặt hoa tiếp theo mà em muốn giới thiệu đến các cô chú anh chị mình đó là cây lộn xộn Kiên Giang. Lộn xộn Kiên Giang. Để em kiếm, nó nhiều hình hoa quá. Để từ từ cô chú anh chị mình chờ em trong giây lát để em lấy cái mặt hoa lộn xộn Kiên Giang. Em luôn nhiều quá nên giờ cũng hết nhớ nổi rồi. Lộn xộn Kiên Giang. Cô chú anh chị mình thấy là cái cây lộn xộn Kiên Giang này là nó rất là khỏe, rất là lực luôn nè. Nó rất khỏe, rất lực luôn nha. Để em kiếm cái hình hoa của lộn xộn Kiên Giang em cho cô chú anh chị mình xem. Còn cái hình cây thì hơi khỏi cái chê rồi các cô chú anh chị. Cây thì nó rất là lực. Đâu rồi, lộn xộn Kiên Giang. Lộn xộn Kiên Giang. Ui là trời, sao mất tiêu rồi. Cô chú anh chị mình thông cảm cho con bé ăn miếng. Đây rồi, lộn xộn Kiên Giang. Vàng đỏ lộn xộn Kiên Giang. Đó, nó là lộn xộn thì đôi lúc nó có là bán nguyệt luôn. Bán nguyệt nhiều khi cái bông nó là, nhiều khi nó là phun vàng hoặc là nó là phun tím cũng không chừng. Nói chung là nó là lộn xộn thì nó vừa có cây chúp nghịch trong đó nữa, nhưng mà đa phần của nó là sẽ là chúp nghịch là chủ đạo các cô chú anh chị. Rồi đôi khi nó có bán nguyệt như thế này, này cũng chưa gọi là bán nguyệt, nó gần gần như là bán nguyệt vậy đó. Đó, lộn xộn Kiên Giang. Thì đây em có một cái chậu khỏe lắm các cô chú anh chị, cây khỏe, mã số 4, 1100k. Đây là một mẹ một con. Mẹ thì đã từng có hoa rồi, bên đây là cái mầm này chưa khai thác nè. Đó, mẹ vẫn còn riêng nè. Đó, mẹ bên đây còn nè, bên đây là con này cộng đầu nè. Cái mầm nó tuyệt vời, ông mặt trời luôn, cây rực lực. Lá thì bên đây hẳn bị cái con chim nó mổ, nó lỗi miếng. Hồi cái lúc mới lên bị chim nó mổ. Đây, cô chú anh chị mình thấy là cái cộng đầu của nó là 20 xăng nè, cộng đầu nè. Ủa xin lỗi, không phải cộng đầu mà là cộng mẹ là 20 xăng, cộng con là 10-19 xăng. Đó, hai mẹ con nó gần như nhau. Cái cây này là hồi cái lúc đang hoa là lúc nó vừa có cái mầm luôn. Nên là cái mầm nó không cao hơn nổi mẹ nó, nhưng mà nó sàn sàn như mẹ nó. Đó. Mã số 4 là 1100, cây lộn xộn Kiên Giang. Rồi, tiếp tục là cây mã số 5, nó là cây lộn xộn xưa. Lộn xộn xưa, để em đây. Lộn xộn xưa, đây là cái mặt hoa của lộn xộn xưa. Đây, lộn xộn xưa. Thì đây em có một cái chậu mã số 5, 500k. Đó, cây lãm chậu ngon lành, một mẹ một con. Bên đây là mắm mầm gốc là còn đủ nha, chưa lên. Cây này là phát triển rất là ok các chú anh chị. Đây, cái cọng này 7. Cái cọng này được 7 xăng à. Đây là để cái thước lên đo, để lên mấy cái cọng, mấy cái cục trùng quế này thì nó không chính xác. Cọng này được 7 xăng. Lộn xộn xưa, 500k. Rồi tiếp theo cô chú anh chị, tiếp theo là em có mã số 6 và mã số 7. Mã số 6 và mã số 7 này, đây là cùng một mặt hoa, của cây Ben Vip, hay còn gọi là Ben Chớp, hay là tên dài sòng dài thòn đó là Ben Chớp Vip. Đây là mặt hoa vừa đẹp vừa thơm,
À, vừa đẹp vừa thơm, vừa có hương vừa có sắc luôn. Đây, mã số 6, 600k. Và mã số 7 cũng là 600k. Đây, cộng nào cũng là hai thân. Đây, à, riêng cái này, cái mã số 6 này thì cô chú anh chị mình thấy là đang có một cái giò hoa. À, đang có một cái giò hoa ha. À, do quá trình tách ra nó lên mầm rồi, cái nó không đủ sức nên là nó sẽ lùn hơn cái cây mẹ của nó, nhưng mà được con cái là cái thân rất là mập ú u luôn. Rồi cái mà cái cọng đang hoa này là cô chú anh chị mình thấy nó là 12 xăng nè, 12 xăng ha. Còn cái thân mẹ mà đo thước thẳng nha, đo thước thẳng là nó là 16 xăng này. Thân mẹ là đo thước thẳng là 16 xăng nha. Nói chung cây là mắt mũi là riêng hết các cô chú anh chị, cây cối nó riêng hết, mắt nó riêng hết nha, khỏe, cây rất là lực nha. Rồi mã số 7 thì cây này là chưa có hoa nha, đây là cũng riêng hết, mẹ riêng con riêng, bên đây nó còn một mầm gốc nữa mà nó chưa lên nè. Cây này thì cao vàng hơn chút xíu. Đây 20 xăng. Còn cái mầm tơ đó là 17 xăng. Ben. Rồi. Mặt hoa, cuối cùng em muốn giới thiệu đến các cô chú anh chị mình ở cái clip bán hàng ngày hôm nay, đây là cái mặt hoa của cây chớp đỏ tím nha. Đỏ tím. Đây là hàng bình dân, quốc dân, chớp đỏ tím. Mặt hoa là rất ngầu nha, rất đẹp, ngầu luôn. Mà hàng rất là giá, rất là bình dân. Ở đây em có hai cái hình cây là mã số 8 và mã số 9. Đồng giá là 600k. Đây, cây này là một thân nha, một thân. Cái cộng mã số 8 này thì đó là chưa ấm chậu. Chưa ấm chậu nhưng mà rất là lực. Còn cái cao mã số 9 này là ấm chậu, đã bật một mầm nhưng mà thân ốm hơn nha. Đây đang lên một mầm gốc nè, cái mầm gốc ở đây nó cũng đang chuẩn bị lên nữa, cô chú anh chị thấy không? Đó là bên đây thân ốm hơn nhưng mà nó lời được cái cọng này là thêm được mắt mầm. Còn bên đây thì một cọng đầu lực khỏe đó. Rồi để em đo nha, cọng này dài khỏe lắm các cô chú anh chị. Đây 30 xăng nè các cô chú anh chị thấy không, 30 xăng. Còn bên đây là cái thân này, bên đây là 12 xăng. Còn cái thân bên đây là bao nhiêu vậy? Cái thân bên đây là 26 xăng. Nó ốm hơn, còn bên đây là lực hơn. Chớp đỏ tím đây có hai mã số đó. Thì vừa rồi đã giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là một số cái mặt hoa cũng như một số hình cây. Thì cô chú anh chị nào mình chưa có mặt hoa nào trong bộ sưu tập Hoa Lan Chớp của mình thì mình sưu tầm nha các cô chú anh chị. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0797278898. Thì số điện thoại này em có sử dụng Zalo. Cô chú anh chị nào mình có xài Zalo thì mình kết bạn giao lưu chia sẻ kinh nghiệm đồng lan, giao lưu mua bán các cô chú anh chị ha. Rồi xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những clip bán hàng sau.